Nói chung là hôm nay là thứ mấy các bạn biết không? Và thứ hai. Ngày hôm qua thì thực sự là anh em mình vào chủ nhật á có đi thi tiếng Nhật nên đành ra là buổi no say quá nên đành ra là buổi sáng là khó hết đồ ăn này. Vậy không có thể nấu được obento mang theo cơm hộp á nên hôm nay là tranh thủ. Buổi sáng chạy vào siêu thị lần đầu tiên ăn buổi sáng trong siêu thị. Bây giờ vô siêu thị tìm thử đồ ăn xem thử có gì ăn để lót dạ rồi tiếp đi làm. Trong siêu thị là hắn có cả cái chỗ đồ hâm nghe các bạn. Siêu thị ở Nhật Bản này có nước sôi này, có đồ lại hâm nóng lại đồ ăn này. Và bên cạnh là máy copy. Đây các bạn có thấy. Tháng này nói chung ăn mì, mì tôm ăn dễ trôi. Rồi bây giờ mình phải gỡ cái của mình ra đã. Các bạn sẽ thấy là coi như sáng nay anh em ăn chỗ buổi sáng đúng đúng cu te luôn này, cái cây con chó này ở phía dưới này. Hiện tại là đang ngồi ngoài đường để ăn, ở phía sau là siêu thị, phía trước là do có cái chỗ để do có chỗ ngồi á, ngồi công cộng á nên bây giờ là kiếm chỗ ngồi công cộng để ăn ăn luôn. Chiến thôi, hôm nay là thứ hai nha các bạn. Chứ không phải là như ở Việt Nam là hôm nay là thứ mấy chắc chắn là thứ hai đâu. Thôi chiến đã. Thường mà ở bên này các bạn, nếu mà các bạn mua sữa thì họ sẽ cho ống hút, còn nếu mà mua mì á họ sẽ hỏi là các bạn bạn có cần đũa không, rồi họ sẽ cho đũa. Còn trong cái đũa là họ sẽ cho mình luôn cái tâm các bạn. Tìm thể xỉa luôn. Rác là mình phải mang về. Nói luôn các bạn là ở bên này á, nói chung là anh em á, nếu mà đi chơi cuối tuần á toàn là phải nghĩ cho để tuần sau mình còn sức mình để làm, à chơi không không phải tới như ở Việt Nam không các bạn. Các bạn sẽ thấy này, đó chủ nhật đi chơi là coi như là sáng mai là coi như thành mì như thế này đây. Anh chờ mà thêm sai đến là sáng mai là chết luôn á. Có siêu thị nó nhiều đồ ăn mà. Mình thì thường hay uống cái loại sữa này nè. Cái loại này giống cái vị trà sữa lắm ạ các bạn. Đặc vị trà sữa luôn. Cái này còn là buổi sáng thôi nhưng mà buổi sáng ấm áp nha các bạn. Bên ngoài thì trời lạnh mà làm cấp mì ấm ấm luôn á. Đây vừa mới chiên xong mì rồi. Bây giờ sẽ thu gọn rác nha các bạn. Để phòng
giữa cầu lên đường thôi. Đây là buổi sáng nhẹ nhàng của anh em mình. Thực ra thì ở bên này thì các bạn mà có buổi chơi đi chơi cuối tuần á, thì các bạn luôn luôn không phải nghĩ cho tuần sau. Hôm nay thì thường thì anh em mình đi chơi xong đúng không, thì nếu mà tuần sau mà đi làm gấp á thì coi như là này, ăn như thế này này. Cái còn buổi trưa nữa nha, buổi trưa cũng đâu có mang cơm theo đâu, nên lần ra cũng phải ăn ngoài tiệm nữa. Xác định thường thì sẽ có khu phân loại rác nha các bạn. Con bọc vào để hôm nay, còn sữa thì mang đi. Vâng, các bạn thấy là hai anh em mình vừa mới xong buổi trưa, làm xong buổi trưa rồi. Bây giờ chương trình đi ăn trưa đây. Guys, so good. Hôm nay là cả một ngày ăn ngoài luôn. Sáng này, trưa này, tối là coi như là về là đi chợ. Còn đi chợ nữa. Và các bạn sẽ thấy là coi như là sau một ngày nhậu nhẹt là ngày đầu tuần nó phê lên như thế nào rồi đó. Thấy tụi mình dâm đảng không? À, không, đảm đang không? Giống mấy ngày hôm qua cái con bé mình cố gọi nhập tao cũng lại rồi. Bây giờ anh em mình phải quay lại cái chỗ mà hồi sáng, cái siêu thị hồi sáng á, vì cái đồ ăn nó khá là rẻ hơn so với con mini, nên là tiết kiệm cũng đỡ cho cái buổi ăn ngày hôm nay thôi. Mấy anh em mình phải đi đó. Từ nhà ga là vẹo qua hướng bên tay phải các bạn là sẽ đến siêu thị, vì cái công trình của anh em mình nó gần ngay ga mà, nên cũng khá là tiện, vì ở gần ga là thường là rất là nhộn nhịp các bạn. Đó, các bạn sẽ thấy là đây là cái địa điểm mà hồi sáng anh em mình ăn sáng này, Inunoki. Chỗ này là cây của chó. Ý nghĩa hồi sáng cái chỗ mà anh em mình ngồi là cây của chó các bạn. Đó, anh em mình sẽ vô kiếm đồ ăn nè. Các bạn sẽ thấy là giống đi ăn tà bê hô đài không? Đấy. Cho đồ ăn là mình lựa này. Còn hướng bên kia là cơm hộp kìa. Mà hướng bên này là cơm đồ ăn tự do. Còn hướng bên này là mì. Các loại mì với sushi nha các bạn. Còn hướng bên kia là các loại bánh. Chắc bây giờ anh em mình phải lựa đồ ăn rồi. Mới tính tiền xong rồi. Mình thấy cái bánh này cũng là lạ cho ăn cho có vị Noel. Còn lại cơm các bạn này, mình mới mua hộp cơm. Tí nữa bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Ở bên Nhật này, hộp cơm sẽ đi calo nha các bạn. 886 calo, ăn trốn có sức cho làm tiếp cho buổi chiều. Nếu mà có hâm nóng thì hâm nóng 1 phút 30 giây trong nhiệt độ là 500W nha. Bây giờ mình sẽ hâm đồ ăn ở đầu kia rồi mang về công trường. Với lại một cái bánh, tí nữa ăn hai anh em ăn. Được rồi, đi vô luôn đi.
trường rồi đây. Các bạn sẽ thấy đây bữa ăn của mình ngày hôm nay. Ông ăn kia thì ông bằng một miếng thịt với lại hai cơm nấm ha. Các bạn sẽ thấy là coi như ở bên Nhật á, họ suy nghĩ rất nhiều này, thấy không? Một bữa cơm mà như thế này đây, với giá là 429 yên này, với lại 886 calo, sẽ cung cấp cho cơ thể một buổi ăn như thế này. Họ sẽ suy nghĩ thế nào là mì makati này, thịt gà này, cơm này, giả như là thịt gà có bao nhiêu calo đó, makati thì có bao nhiêu calo đó, cơm thì bao nhiêu đó, nó sẽ cung cấp cho cơ thể mình được bao nhiêu dinh dưỡng cho một bữa ăn đó. Thật sự là công nhận bên Nhật họ sẽ chu cấp rất là cẩn thận các bạn. Còn cái bánh này thì mình là mình thấy vui vui quá, vì thấy mùa này mùa Noel mà nên mua về để cho hai anh em ngồi ăn cho nó có không khí Noel đó. Các bạn sẽ thấy tưởng tượng không khí Noel ở bên Nhật là như vậy đó chứ không có nhà thờ như riết như ở Việt Nam đâu. Chắc bây giờ mình, vì chúng lại con bố già ở công trường á, cái tập mà đi với bố già mà đi chơi mùa thu các bạn, ông bố ông kêu mang đồ cơm hộp ông vô, nên bây giờ ngồi đợi ông luôn, đợi ông vô ăn luôn. お父さん忙しい。え?お父さん今日は忙しい。忙しい。ずっと電話。うん。 高いお父さん。うん。うん、ね、へく、9980。いくらですか?320。20。さっき、ウィさん間違い。最初は見て、え?安いね。へく、5へく、あ、 結構50、50円。あ、ね、買った方がいい。でも、お会計だな。300円。クリスマスお父さん。大丈夫。 お父さんは多分これ可愛いお父さん可愛い。うん。クリスマスケーキ。何のあん。 Sau khi ăn trưa xong là hai anh em mình phải quay lại khu công việc này. Đầu tuần này mình sẽ quay. Người anh em mình làm cái khu bên này, còn mình thì làm khu bên này. Từ điểm này bị cắn rồi. Điểm này. Đây. Làm hết khu đó. Giờ thì mình chưa làm nên mình chưa đội mũ bảo hiểm các bạn. Nếu mà vô làm á là mình phải đội mũ bảo hiểm. Đó. Rồi, chắc bây giờ cái ngành nghề của mình thì chắc các bạn cũng biết rồi đó. Vì các bạn mà có xem các ngành nghề nội thất của mình á, mình có quay các ngành nghề nội thất á. Thôi bây giờ mình vô làm nghe. Lại đổi thay mất rồi, hạnh phúc kia nay chỉ là trong kỷ niệm thôi. Yeah.
các bạn sẽ thấy là buổi sáng thì đi từ sáng sớm thì tối thui, bây giờ chuẩn bị về rồi này, đến 5:30 rồi đó. Mà trời tối thui không. Đây thì lúc thành phố đang ngủ, về thì lúc thành phố đã chiều tà. Các bạn thấy thời gian nhanh không? Ở bên Nhật là thời gian hầu như là rất là nhanh các bạn. Bây giờ mình phải đi xuống rửa mặt mũi đã, rồi thay đồ rồi để muốn đi về được. Vì công ty mình á, vì thực sự ra bên Nhật các bạn, cái phong tục công ty á là nếu mà các bạn mà đã theo công ty nào á là các bạn phải giống như là cái mặt đại diện của cho công ty đó, nên là luôn luôn mà khi mà leo lên tàu điện á là đồ các bạn phải sạch để mọi người nhìn vào á, thì cái uy tín của công ty của mình nó luôn luôn là hiện hữu. Nên vậy lúc lần mô mình phải mang theo cái bộ đồ sạch và một bộ đồ nhớp để đi làm, một bộ đồ sạch để thay. Như vậy thôi, bây giờ mình phải đi xuống rửa mặt mũi đã. Vi ơi Vi, về thôi Vi ơi, tiếng chuông báo rồi Vi ơi. Làm nó là xong rồi chị. Mở cửa mà mai là nãy giờ như nay mình đó dám cái này phải đem ra trên trần đấy bạn. Đây là cái khu hoàn thiện đấy bạn. Mấy chỗ nào mà có dán tè nó là phải sửa lại này. Dán cái tập xanh 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 như thế này là phải sửa lại. Cái đánh răng đó, đó. Các bạn muốn đánh răng sạch á, đó lấy cái nó về đánh răng đúng sạch luôn, trắng tinh luôn. Sạch không còn cây luôn. Sạch không còn sạch không còn cây luôn. Răng không còn chỗ hở, sẽ được chắn kín. Ăn sẽ bám vào, không cần đánh răng thôi. Hiểu là một tiếng Nhật bỏ đi. Ở nhà. Ok. Làm xong là mình phải dọn vệ sinh nha các bạn. Ở bên Nhật là được cái là coi như là quen cái thói á, là mình phải làm xong mình phải dọn sinh vệ sinh đến đó, rác là phải mang về. Bây giờ anh em mình ra kênh bào rồi đấy, bây giờ anh em mình đi về, tranh thủ đi về xong rồi phải đi đi chợ nữa nghe các bạn. Vì ngày hôm qua anh chơi xa đọa quá mà. Ngày hôm qua là có các bạn có xem cái video mà kỳ thi Nhật ngữ á, thì anh em mình có đi chơi đến khuya, nên lần ra thứ hai đi làm cũng coi như là chưa đi chợ này, và thứ hai còn phải đi ăn cả ngày ở ngoài nữa. Và bây giờ anh em mình phải ra ga tranh thủ đi về rồi đi chợ nữa, chứ không chợ rất là tối. Vì ở bên Nhật á, vào mùa tháng 11, tháng 12 như thế này đây là trời nó rất là tối nhanh. Cứ khoảng mà qua 3 giờ 3 rưỡi là bắt đầu trời rất là nhận tối rất là nhanh luôn. Bây giờ anh em mình đi nha. Bây giờ anh em mình đang vứt rác hồi buổi trưa này. Bây giờ chắc anh em mình về đó, xong ngày rồi đó, xong ngày thứ hai đầu tuần phê chủ nhật chơi thả ga
cái câu nói chứ của chú hay là coi như là tối ăn sáng sáng ăn xôi à, tối ăn sáng sáng ăn xôi đó à, nói chung là đầu tuần như này là coi như là cũng đủ phê rồi, dân chơi à, cảm ơn các bạn đã xem video của mình về cuộc sống của anh em mình thực tập sinh ở bên này à, bye bye. Nếu các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh của mình ở hướng bên này. Bye bye.